to try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Hello cả nhà, hôm nay ngày Chủ nhật, gia đình mình đi chơi ở Phan Thiết. Thì cái điểm đến của mình hôm nay là Nova World Phan Thiết. Thì trước khi mình vào trong cái khu vui chơi này nè, ở phía bên ngoài có cái bãi biển để mình tắm biển tự do, và cũng có rất là nhiều trò chơi ở ngoài đó nữa. Mình thấy đó rồi, nhưng mà mấy đứa nó thích, mấy đứa nhỏ con nhà mình thích tắm hồ bơi, cho nên mình vào bên trong cái khu vực vui chơi tắm hồ này. Thì cái khu vực này là đậu xe miễn phí nha cả nhà, đậu xe hơi miễn phí á. Còn xe máy thì có, mình thấy có cái bãi xe riêng, thì không biết có phí hay là không có phí. Thì mình chạy xe vào trong này, mình để theo những cái vạch kẻ của người ta, nó để cho xe được gọn gàng, xe trước xe sau người ta có thể lái đi mà không phải phiền phức cái xe người khác. Thì trời hôm nay cũng rất là nắng luôn các bạn. Mình vào bên trong đây, mình dẫn mấy đứa nhỏ con cháu nhà mình vào trong này để chơi. Đây, hôm nay tới Nova World Landmark này cả nhà ơi. Nay giờ này đi là 10 giờ 15 rồi, nắng quá. Đồi kỳ quan này có chiếc thuyền lại mấy con thú gì trên đây quá trời luôn, để vô đây khám phá thì xem thế nào. Nova Hurin Wonderland Park. Em mệt rồi nha, đi không nổi rồi. Mát nữa mua vé, mọi chơi trò chơi mát hơn mà nắng nha, mà nắng thì khó mua. Giờ này cũng trưa rồi các bạn, cho nên nó hơi nắng một chút xíu. Thời tiết hôm nay hơi nắng, không biết lát nữa nó có mây nó che phủ mát tí không. Mình trên trời thấy cũng có mây á, mà hiện tại thì trời rất là nắng. Rồi bây giờ mình vô chỗ khu vực mua vé nha các bạn. Này, sát kế bên chỗ mua vé này có những cái dù che đây, nhưng trời nóng lắm, nóng qua nó hanh qua cái dù luôn các bạn. Đây, phía bên trong bán vé này các bạn. Bán giá vé một cổng. Em cao dưới 1m4, 1m4 là 250. Người lớn là 350. Cái bãi chủ nhật cứ 1m miễn phí, từ 1m tới 1m4 250, 250 350. Đây, điểm kiểm tra nè, cấm rượu bia chai thủy tinh nè, được phép là trái cây, đồ ăn, thức uống, nước chai nhựa. Đây mấy cái này là được phép nè, cái này mặt hàng bị cấm nè, dao lon tạm chiếu rồi đó, còn ở dưới 1m4 rồi.
giá vé 350 cho người lớn và 250 cho trẻ em. Quầy đổi cốt vé chân vô lạnh. Dạ, vô lại qua đây em. Giơ tay lên giùm em nha. Tay đúng dấu. Rồi, ok anh. Rồi, hello cả nhà. Hôm nay mình đi vô bên trong cái công viên nước của Wamberwood ha. Này thì sớm giờ mình bơi đã rồi, bây giờ mình mới vô quay nè. Nãy giờ coi mấy đứa nhỏ nó chơi. À, bây giờ vô quay cả nhà. Đó, bà con đi chơi ở đây đông vui lắm. Đây, bây giờ mình đi qua bên dòng sông Lười nha các bạn. Mình ra bên đó nước nó chảy xiết. Thì đi ngang qua đây mình thấy chỗ này nó sắp đổ nước rồi nè. Nên mình gán lại đây mình quay cái cảnh đổ nước cho các bạn xem nè. Nước nó đầy rồi là nó đánh chuông. Đấy, nước đổ đó các bạn. Đó, hấp dẫn chưa? Đứng ở dưới là nó sẽ đổ như tắm đã lắm. Rất là phê. Nãy mình đi chơi mấy trò này mình chơi hết rồi nè các bạn. Rất là thích thú luôn các bạn ha. Có những cái cầu tuột mà người lớn cũng tuột được bình thường nha các bạn, người lớn trẻ em được tuột chung được hết á, nên không có sợ là con chơi mình ha. Mình có thể mình vô đây mình chơi để mình coi con của mình được ha. Rồi bây giờ tới dòng sông Lười, con đi pha bự hay là ba? Ba lấy sọc cái khác đi ba. Để mà kiếm cái dòng. Thôi đi thôi, một lượt nữa rồi, nhắm mắt lại ốc, lấy con đi. Anh nghiên cứu vào phao, thu lắm. Đây,
đây, dòng sông Lười đây cả nhà ơi. Đây, cái dòng sông Lười này, cái dòng sông Lười này nè, nó đi vòng quanh cái trượt này. Cái trượt này là cái trượt nguy hiểm nhất nè, để em cao trên 1m4 người ta mới cho đi nha cả nhà. Chờ ba xíu và con ra hả? Chờ ba xíu và leo lên cái phao nha. Con đi cái phao nào? Con đi phao nào hả? Nó phao nào hả? Cái dán này là phải nằm đi cái trượt dán bên kia kìa, là phải nằm duỗi cái mặt xuống, nước nó hơi sọc lên miệng vô mũi ghê lắm các bạn ơi. Hai nhìn mày nha, lộn cứu rồi, kể nó đi phía sau cũng được. Rồi giờ quay phía sau nè. Ở dòng sông Lười này nước nó mát lắm, nó mát nó đã sạch sẽ luôn á các nhà ơi, chỉ có lá cây ở trên nó rụng xuống thôi.
Đó thì những cái đường nó có những cái bậc thang đi lên, ai mệt thì đi lên. Cứ thúc nó có mấy cái bậc thang để mình tự đi lên. Nếu mà mình cảm thấy giác mà nó đuối á, hoặc là không muốn chơi nữa thì đi lên những cái này. Đó thì giờ này cũng trưa rồi. Chứ không mà có mấy người ngồi ngay giống mấy cái dù nó canh đó các bạn. Có người vừa canh lên đó. Kia là cái hồ bơi nè, cái hồ bơi lúc nào cũng có người túc trực hết đó. Giá vé vô bên trong này là người lớn 350, trẻ em là 250, đó là vô công viên nước thôi nha. Còn nếu mà muốn đi các cái năm công viên kia nữa thì thêm 50.000 nữa là 400.000, 399 gì đó. Đó thì mình dẫn mấy đứa nhỏ nó vô chỗ cái cầu tuột trên đồi trên nước thôi, công viên nước thôi. Ở công viên nước thì có cầu tuột và mấy cái tắm hồ bơi rồi đó cả nhà, thì 350. Còn mấy cái khu vực ngoài chơi kia nó nắng nóng lắm mà nó không có vô, nó cũng cả lạc vào. Cái trụ kia nó ngay chỗ này là nó rơi tự do này cả nhà, nó rơi tự do giống như là tự do ghê lắm cả nhà ơi. Trong mấy cái cầu trụ thì cái cầu trụ này là cầu trụ kinh khủng nhất này cả nhà. Chơi nữa không? Không, anh đi chân chợ nào? Ở bên kia kìa ba. Không, cái chỗ đổ nước đó. Đúng rồi. Kéo qua lên nhé, kéo qua lên nhé. Rồi, hết một vòng rồi cả nhà ơi. Hết một vòng rồi, bây giờ lên nha. Rồi bây giờ mình qua bên mấy cái khu đổ nước nè nha các bạn ha, có cái thùng đổ nước và tụt cột tụt con nè.
À, thì lúc sớm mình đi chơi đã hết mấy cái này rồi, bây giờ quay lại cho các bạn xem. Này, cái khu này nước nó cũng mát lắm và trẻ em người lớn đều chơi chung được hết đó các bạn. À, mình tam phụ huynh có thể mình vào trong này để mình chơi và mình ngó ngàng con em của mình luôn được nha cả nhà. Thì tất cả những cái khu vui chơi giải trí này đều có những người trông coi, người ta nhắc nhở, người ta dùng cái loa phong thanh lớn á, người ta nói để cho nhắc nhở những lúc mà người tụt này để đi ra liền. Rồi bây giờ đến lúc mà nước nó chuẩn bị nó đổ nó tràn ở đây các bạn ơi, các bạn thấy chưa, nó hấp dẫn như này. Cuộc chiến bong bóng. Không phải bong bóng. Đây nè, chiến bong bóng mà. Nó xịt nước mà. Nó xịt nước mà nó bong bóng phun nước tàu chiến. Nó xịt nước đi. Em dưới 1m2 phải có người lớn đi kèm. Này, khu vực này đang sửa chữa. Nó lên trên mới tụt xuống. Không có lên được con. Bỏ phao lên bờ đi con gái ơi, không cần phao xuống dưới hồ. Rồi, giờ này cũng trưa rồi các bạn ha. Quay cũng được một ít, còn rất nhiều trò chơi nữa nha các bạn. Tuy nhiên trưa nắng nóng á, mình không có quay hết được, nhất là mấy cái chỗ cầu tụt cao đó các bạn, tụt có cà phê. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.